Nga nói rút hết lực lượng phía Tây trong 3-4 tuần, NATO đòi bằng chứng. Nguy cơ xung đột vẫn nóng, Mỹ sơ tán sĩ quan tình báo ở Ukraine. Máy bay quân sự Myanmar rơi vì lỗi kỹ thuật, phi công thiệt mạng. Nhiều nước đồng loạt xem xét mở cửa bầu trời đón khách du lịch. Châu Âu đang quay về bình thường khi Đức dỡ bỏ các hạn chế phòng Covid-19. Số ca mắc Covid-19 mới tăng nhanh trong 10 ngày nay, có đáng lo Hà Nội f không bị thu 15.000 mỗi kg rác thải y tế khi điều trị tại nhà. Đập thủy lợi tiền tỷ nhưng không có tác dụng. Thu Lâm xin kính chào quý khán thính giả đang theo dõi mục điểm tin trưa ngày 17 tháng 2 của DKN TV. Kính chúc quý vị một ngày nhiều sức khỏe và bình an. Ngay bây giờ xin mời quý vị cùng đến với nội dung chi tiết của bản tin hôm nay. Nga nói rút hết lực lượng phía Tây trong 3-4 tuần. NATO đòi bằng chứng. Thưa quý vị, ngày 16 tháng 2, đại sứ Nga tại Ireland cho biết các lực lượng vũ trang của Nga ở phía Tây đất nước sẽ trở lại vị trí bình thường trong vòng 3-4 tuần tới. Những gì tôi có thể nói là có thể trong 3-4 tuần, các lực lượng ở khu vực phía Tây của Nga sẽ trở lại vị trí bình thường. Đại sứ Uri Filatov nói với đài RTE của Ireland. Ông Filatov cho biết thêm, Chúng tôi đang tiến hành các cuộc tập trận theo kế hoạch với các lực lượng quân đội Belarus. Các cuộc tập trận này sẽ kết thúc vào ngày 20 tháng 2 và các binh sĩ sẽ được rút về. Bạn có thể kiểm tra điều đó vào tuần tới. Truyền thông Nga đã nhanh chóng đưa tin về tuyên bố của ông Filatov ngay sau đó. Theo hãng tin Reuters, các quân khu phía Tây và phía Nam của Nga cho biết một số lực lượng xung quanh Ukraine đang rút về. Tuy nhiên, Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO đang thúc giục Moscow chứng minh điều họ nói. Hãng thông tấn RA dẫn lời nhà ngoại giao Nga Konstantin Gavrilov tại Viên cho biết Nga muốn NATO công khai tuyên bố sẽ không kết nạp Ukraine. NATO cáo buộc Nga đang điều thêm binh sĩ tới một khu tập trung quân sự khổng lồ gần biên giới Ukraine, ngay cả khi Moscow nói rằng họ đang rút quân về và cởi mở với ngoại giao. Chúng tôi chưa thấy lực lượng nào của Nga rút quân, và tất nhiên, điều đó mâu thuẫn với thông điệp về các nỗ lực ngoại giao, những gì chúng tôi thấy là họ đã tăng quân số và nhiều quân hơn đang trên đường tới, Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg tuyên bố. Nguy cơ xung đột vẫn nóng, Mỹ sơ tán sĩ quan tình báo ở Ukraine. Thưa quý vị và các bạn, theo New York Times ngày 16 tháng 2 đưa tin, các nhà chức trách Mỹ đã sơ tán các sĩ quan thuộc Cục Tình báo Trung ương Mỹ CIA khỏi thủ đô Kiev của Ukraine. Họ sẽ được chuyển đến Lviv, thành phố lớn nhất ở phía tây Ukraine gần biên giới Ba Lan. Theo New York Times, quyết định trên được đưa ra vì lý do an toàn. Tuy nhiên, có thể khiến Mỹ không nắm bắt được các hoạt động của Nga ở Ukraine và cản trở việc thu thập thông tin tình báo của Mỹ tại đây. Trước đó, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken ngày 14 tháng 2 thông báo, Mỹ quyết định tạm thời đóng cửa đại sứ quán ở thủ đô Kiev, sơ tán một nhóm nhân viên ngoại giao ở Kiev đến thành phố Lviv. Theo Wall Street Journal, các quan chức Bộ Ngoại giao Mỹ chỉ đạo phá hủy nhiều thiết bị và vật dụng được các nhà ngoại giao sử dụng, bao gồm thiết bị mạng, máy tính và tháo dỡ hệ thống điện thoại của đại sứ quán. Lý do Mỹ phá hủy các thiết bị này được cho là vì lo ngại rằng chúng có thể rơi vào tay lực lượng Nga nếu Moscow tấn công Kiev. Lệnh sơ tán được đưa ra trong bối cảnh giới chức truyền thông Mỹ, Anh dự đoán Nga sẽ động binh với Ukraine, kịch bản được các nhà lãnh đạo phương Tây cảnh báo trong nhiều tháng qua. Mỹ cho rằng cuộc tấn công có thể xảy ra bất cứ lúc nào, cụ thể là vào ngày 16 tháng 2. Máy bay quân sự Myanmar rơi vì lỗi kỹ thuật phi công thiệt mạng. Thưa quý vị, một máy bay quân sự của Myanmar rơi ở phía bắc nước này vào sáng ngày 16 tháng 2 vì lỗi kỹ thuật. Quân đội Myanmar cho biết phi công đã thiệt mạng. Theo hãng tin AFP, chiếc máy bay gặp nạn đã mất liên lạc vào khoảng 10 giờ 43 phút ngày 16 tháng 2, tức 11 giờ 43 phút cùng ngày theo giờ Việt Nam. Máy bay này bay từ căn cứ không quân Tadau gần thành phố Mandalay và sau đó đâm xuống hồ Daymazghi ở vùng Sagaing. Theo cập nhật từ phía quân đội Myanmar, phi công của chiếc máy bay đang tham gia huấn luyện không chiến và đã mất mạng vì tai nạn này. Truyền thông địa phương cho biết lực lượng cứu hộ đã tiếp cận hiện trường, hiện chưa rõ chiếc máy bay gặp nạn thuộc loại máy bay nào. Theo AFP, quân đội Myanmar thường xuyên kêu gọi các cuộc không kích trong khi chiến đấu với các nhóm vũ trang chống đối. Các vụ tai nạn máy bay không phải là hiếm ở Myanmar, một quốc gia có ngành hàng không kém phát triển. Các đợt gió mùa tại đây cũng từng gây ra nhiều khó khăn cho các chuyến bay thương mại và quân sự trong quá khứ. Vào tháng 6 năm 2021, 12 người đã thiệt mạng trong vụ rơi máy bay quân sự của Myanmar, chở một nhà sư và nhiều nhà tài trợ đến một sự kiện tôn giáo. Năm 2017, một máy bay quân sự Myanmar đã rơi xuống biển Andaman, cướp đi sinh mạng của tất cả 122 người trên máy bay. Đây là một trong những vụ tai nạn hàng không thảm khốc nhất trong lịch sử nước này. Các nhà chức trách thời điểm đó đã đổ lỗi cho thời tiết xấu. Năm 2015, một chiếc máy bay chở khách của Ebagan đã lao khỏi đường băng trong cơn mưa lớn. Một hành khách và một người trên mặt đất đã thiệt mạng. Nhiều nước đồng loạt xem xét mở cửa bầu trời đón khách du lịch Thưa quý vị và các bạn, cùng thời điểm Việt Nam xem xét và chính thức mở cửa du lịch quốc tế từ 15 tháng 3, nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ cũng tích cực các hoạt động tái khởi động du lịch, đón du khách nước ngoài. Trong khu vực Đông Nam Á, Campuchia mở cửa sớm nhất vào tháng 11 năm ngoái, du khách khi đến chỉ cần xác nhận tiêm phòng đầy đủ và kết quả xét nghiệm PCR âm tính. Philippines đã có quyết định mở cửa từ ngày 10 tháng 2 cho du khách quốc tế từ 157 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong đó có Việt Nam, nhằm phục hồi nền kinh tế bị tàn phá trong thời gian qua. Khách quốc tế chỉ cần tiêm phòng đầy đủ và có kết quả xét nghiệm PCR âm tính khi nhập cảnh. Thái Lan tái khởi động chương trình Test and Go vào ngày 1 tháng 2. Du khách quốc tế phải tiêm phòng đầy đủ, có kết quả PCR âm tính với COVID-19 trong vòng 72 giờ trước khi nhập cảnh. Khi đến nơi, du khách phải trình diện để lấy mẫu xét nghiệm vào ngày đầu tiên, nếu âm tính có thể đi lại tự do, và ngày thứ năm sau khi nhập cảnh. Nếu thời gian du lịch dưới 5 ngày thì không cần phải xét nghiệm lần 2. Hội đồng Phục hồi Quốc gia của Malaysia đã đồng ý mở cửa biên giới sớm nhất là ngày 1 tháng 3 để đón khách du lịch mà không cần kiểm dịch. Indonesia đang xem xét dỡ bỏ tất cả yêu cầu kiểm dịch đối với khách du lịch vào tháng 4 vì tỷ lệ nhập viện và tử vong của COVID-19 vẫn được kiểm soát mặc dù có sự gia tăng ca nhiễm. Thời gian cách ly bắt buộc sẽ được giảm xuống còn 3 ngày đối với du khách đã tiêm mũi thứ ba. yêu cầu xét nghiệm PCR sẽ vẫn được áp dụng. Úc có kế hoạch mở cửa vào 21 tháng 2 với du khách có giấy chứng nhận tiêm đủ 2 mũi vaccine và kết quả xét nghiệm PCR tính với COVID-19 trong 72 giờ hoặc xét nghiệm kháng nguyên nhanh không quá 24 giờ. Tuy nhiên, Tây Úc vẫn chưa có kế hoạch mở cửa. Thổ Nhĩ Kỳ cũng có mặt trong các quốc gia mở cửa cho du lịch, dù khách được yêu cầu phải có xét nghiệm âm tính với Covid-19 trong 72 giờ khi đến, khai báo y tế và trình giấy tờ chứng nhận tiêm phòng đầy đủ trong vòng 14 ngày. Ngoài ra, các nước Áo, Colombia, Croatia, Cộng hòa Dominica, Ecuador, Ai Cập, Ethiopia, Jamaica là những quốc gia cũng đã mở cửa cho khách du lịch quốc tế. Với những yêu cầu đảm bảo kết quả xét nghiệm PCR âm tính, tiêm đủ hai mũi vaccine và khai báo y tế của từng quốc gia. Châu Âu đang quay về bình thường khi Đức dỡ bỏ các hạn chế phòng Covid-19. Thưa quý vị, từng là tâm dịch của toàn cầu, châu Âu giờ đây đang dần quay trở lại trạng thái gần như bình thường như trước dịch với việc Đức sẽ gia nhập các nước trong việc dỡ bỏ các giới hạn phòng dịch Covid-19. Sự chuyển biến này có thể thực hiện được nhờ vào tỷ lệ tiêm phòng vaccine cao và biến thể Omicron gây ra những triệu chứng nhẹ hơn các biến thể trước đó. Đến ngày 20 tháng 3, đa số các biện pháp phòng dịch COVID-19 tại Đức sẽ được loại bỏ dần theo 3 giai đoạn. Đây là thông tin Bloomberg trích dẫn dựa trên đề xuất văn phòng Thủ tướng Đức Olaf Scholz trong cuộc họp với các lãnh đạo vùng của nước này hôm 16 tháng 2. Theo đề xuất, Đức sẽ tiến hành dỡ bỏ ngay lập tức yêu cầu xuất trình giấy xác nhận tiêm vaccine hoặc khỏi bệnh COVID-19 khi vào các cửa hàng không thiết yếu, cũng như không còn giới hạn số người tham dự những sự kiện riêng tư. Bước thứ hai được đề nghị thực hiện từ ngày 4 tháng 3. Người đã tiêm vaccine, khỏi bệnh hoặc xuất trình giấy xét nghiệm âm tính sẽ được vào nhà hàng, khách sạn. Người tiêm mũi nhắc lại hoặc có giấy xét nghiệm âm tính sẽ được tới hộp đêm. Ở bước thứ ba, đa số các biện pháp phòng dịch đều chấm dứt khi điều kiện y tế và dịch tễ tại từng bang cho phép, người lao động có thể quay trở lại làm. Tuy nhiên, dân Đức vẫn được yêu cầu đeo khẩu trang và duy trì giãn cách xã hội khi tham gia các sự kiện trong nhà hoặc sử dụng những phương tiện giao thông công cộng. Đề xuất trên vẫn cần Quốc hội Đức thảo luận và bỏ phiếu trước khi có hiệu lực. Áo và Thụy Sĩ đang lên kế hoạch tương tự, còn Hà Lan cuối ngày 15 tháng 2 tuyên bố sẽ tháo dỡ những giới hạn phòng dịch đối với người dân và doanh nghiệp bắt đầu từ ngày 18 tháng 2. Tại Pháp, Bộ trưởng Y tế Olivier Véran ngày 16 tháng 2 cho rằng nước này có thể tiến thêm một bước trong việc giải phóng xã hội khỏi những yêu cầu phòng dịch, chẳng hạn như không còn bắt buộc mang khẩu trang và xuất trình giấy tờ xác nhận tiêm vaccine từ giữa tháng 3. Nếu xu hướng hiện tại tiếp diễn, làn sóng micro sẽ kết thúc trong khoảng 2 tuần nữa, ông Viren phát biểu trên đài France Info, khi đó chính quyền Paris có những biện pháp điều chỉnh thích hợp với tình hình mới. Chuyển sang phần tin trong nước Số ca mắc COVID-19 mới tăng nhanh 10 ngày nay, có đáng lo? Thưa quý vị, số ca mắc mới COVID-19 đã tăng mạnh trong khoảng 10 ngày, đặc biệt là một tuần trở lại đây và liên tục lập đỉnh mới. Các thống kê số ca mắc trong một tuần sau Tết tăng cao nhất cho thấy số ca mắc tăng hàng ngày và đã vượt mốc 31.000 ca trên ngày. Tuy nhiên, theo dõi số liệu trong đồ họa thấy rằng số ca mắc tăng cao nhưng số ca nặng, số ca tử vong vẫn đang giữ tương tự như thời điểm Tết Nguyên đán là những ngày có số ca mắc mới thấp. Đáng lưu ý là số ca tử vong trong những ngày số ca mắc tăng cao nhất còn giảm so với thời điểm Tết Nguyên đán. Bà Trần Thị Nhị Hà, Giám đốc Sở Y tế Hà Nội cho biết, Tỷ lệ ca chuyển nặng của Hà Nội hiện là địa phương liên tục dẫn đầu số ca mắc mới hàng ngày trong các tháng gần đây là khoảng 5%, so với tỷ lệ ca chuyển nặng khoảng 11% vào thời điểm tháng 10 năm 2021, cho thấy tỷ lệ ca chuyển nặng hiện nay đã giảm nhiều. Bà Nhị Hà cho rằng các chỉ số quan trọng nhất hiện nay khi đánh giá cấp độ dịch là số ca chuyển nặng, tử vong và khả năng đáp ứng điều trị. Về số ca mắc mới, bà Hà cho rằng số ca mắc ghi nhận hàng ngày tuy cao, nhưng 95% là triệu chứng nhẹ hoặc không có triệu chứng, có thể theo dõi tại nhà. Thành phố Hồ Chí Minh giảm sâu số ca tử vong. Vào ngày 14 tháng 2, thành phố Hồ Chí Minh có 285 ca F0, ngày 15 tháng 2, thành phố Hồ Chí Minh tăng lên 341 ca. Chuyển biến dịch có tín hiệu lạc quan khi số ca tử vong giảm sâu. Theo Phó Giáo sư Trần Đắc Phu, Cố vấn cao cấp trung tâm đáp ứng khẩn cấp các sự kiện y tế công cộng thuộc Bộ Y tế, số ca mắc mới gia tăng sau Tết là việc đã được dự đoán trước, bởi việc đi lại của người dân tăng cao, nhiều người từ các địa phương trở lại thành phố làm việc, học sinh các tỉnh quay vào thành phố để học tập. Đồng thời, những người nhiễm bệnh nhưng không có triệu chứng vô tình tiếp xúc nhiều với cộng đồng, giao lưu nhiều địa phương với nhau cũng là nguồn lây nhiễm. Mặc dù số ca nhiễm có chiều hướng đi lên nhưng số ca tử vong trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh đã được kéo giảm về không sau 9 tháng. Ngày 14 tháng 2, thành phố Hồ Chí Minh không ghi nhận bệnh nhân nào tử vong vì COVID-19. Trước đó, ngày 12 tháng 2, thành phố Hồ Chí Minh có 3 ca tử vong thì 2 ca chuyển từ tỉnh khác về, các ca bệnh nặng cũng giảm rõ rệt. Lý giải về sự chênh lệch này, Phó giáo sư Trần Đắc Phu cho rằng phần lớn chính là hiệu quả của chiến dịch tiêm vaccine, tỷ lệ bao phủ cao. Ngoài ra, hệ thống y tế cơ sở dần được củng cố, tiếp sức cũng là một mấu chốt quan trọng. Hiện nay, hệ thống y tế cơ sở đã được củng cố tốt hơn, sự tiếp cận của các bác sĩ với bệnh nhân nhiễm COVID-19 cũng tốt hơn. Hệ thống y tế không bị quá tải giúp việc cách ly và điều trị được kịp thời, góp phần giúp tỷ lệ chuyển nặng không nhiều, ông Phu chia sẻ. Hà Nội ép không bị thu 15.000 mỗi kg rác thải y tế khi điều trị tại nhà. Thưa quý vị và các bạn, trao đổi với báo dân trí chiều 16 tháng 2, ông Đinh Tiến Cương, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Gia Thụy, quận Long Biên Hà Nội xác nhận Hồi tháng 12 năm 2021, chính quyền sở tại đã phát đi thông báo về việc triển khai công tác thu gom, vận chuyển và xử lý rác thải nguy hại đối với F0 cách ly điều trị tại nhà trên địa bàn. Theo đó, các cá nhân, hộ gia đình có F0 ở phường Gia Thụy cần tự phân loại rác thải sinh hoạt bình thường với rác thải nguy hại để bảo quản, xử lý, khử khuẩn trước khi cơ quan chức năng thực hiện thu gom, vận chuyển. Người dân chịu trách nhiệm về phân loại rác nếu không phân loại và đựng túi riêng thì cơ quan chức năng sẽ xác định toàn bộ rác thải ở các hộ gia đình có F0 là rác thải y tế nguy hại. Về chi phí phục vụ thu gom, vận chuyển và xử lý, phường Gia Thụy yêu cầu các hộ dân có F0 đang thực hiện cách ly, điều trị tại nhà phải thanh toán chi phí phục vụ thu gom, vận chuyển và xử lý rác. Trong đó, chi phí mua sắm cho thiết bị, dụng cụ phục vụ thu gom rác là 297.000 đồng trên phòng cách ly hoặc một nhà gồm 242.000 đồng đối với hai thùng chứa rác bằng nhựa HDPE 15 lít màu vàng và 55.000 đồng mỗi kg túi ni lông đựng rác thải. Hình thức thanh toán bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản. Người dân phải thanh toán ngay sau khi nhận được thùng rác và túi ni lông đựng rác thải. Đối với chi phí thu gom và xử lý rác thải, người dân cần bỏ ra số tiền 15.500 đồng trên 1 kg. Toàn bộ khối lượng rác thải phát sinh thực tế sẽ được xác định bằng phương pháp cần trực tiếp, làm cơ sở để tính toán chi phí thu gom và xử lý. Thời gian thực hiện những quy định nêu trên được áp dụng từ ngày 17 tháng 12 năm 2021, tần suất thực hiện là 2 ngày trên lần. Trong đó, đơn vị quản lý thu gom rác thải là Trung tâm Phát triển Quỹ đất quận Long Biên. Riêng đơn vị trực tiếp thu gom là Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Gia Lâm. Khi phóng viên hỏi, căn cứ pháp lý nào để Ủy ban Nhân dân Phường Gia Thụy ra thông báo nêu trên, thì ông Cương cho biết Phường đã căn cứ theo văn bản của quận Long Biên. Toàn bộ nội dung đó, theo văn bản của quận, Phường chỉ trích yếu lại thôi, còn cụ thể thế nào thì phóng viên hỏi cơ quan ban hành văn bản. Ông Cương nói rồi từ chối chia sẻ tiếp về thông tin hiện còn áp dụng quy định này không vì đang bận đi đường. Đáng chú ý, theo phương án phân loại thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải lây nhiễm phát sinh tại điểm cách ly, quản lý, khám và điều trị tại nhà đối với F0 trên địa bàn thành phố do Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội ban hành, không có chi tiết nào thể hiện việc sẽ thu phí xử lý rác thải nguy hại với người dân. Đập thủy lợi tiền tỷ nhưng không có tác dụng Thưa quý vị, được đầu tư hơn 6,4 tỷ đồng và đã vận hành từ khoảng 6 năm qua, nhưng đập thủy lợi xã Thanh Khê, huyện Thanh Trương, tỉnh Nghệ An vẫn không thể nghiệm thu, bàn giao vì khả năng tích nước quá kém do bị dò dỉ nhiều nơi. Năm 2010, Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật dự án nâng cấp hồ chứa nước Hống Vàng, xã Thanh Khê, huyện Thanh Trương và giao cho Ủy ban Nhân dân huyện Thanh Trương làm chủ đầu tư. Tháng 6 năm 2011, Công trình này được khởi công xây dựng, nhà thầu thi công là công ty cổ phần xây dựng và tư vấn giám sát Duy Hưng đóng tại thành phố Vinh Nghệ An. Công trình này có cao trình mực nước là 24,3m với sức chứa 436.000m khối, kinh phí đầu tư tốn 6,44 tỷ đồng. Mục tiêu của đập thủy lợi là cung cấp nước tưới cho khoảng 50 ha đất nông nghiệp của xã Thanh Khê. Ông Phan Hữu Bảy, ngụ xóm Thịnh Lương, xã Thanh Khê, cho biết trước khi nâng cấp, con đập có bờ giữ nước bằng đất, mức chứa nước ít, chỉ cung cấp được nước để sản xuất vụ lúa đông xuân. Do đó, khi đập được đầu tư nâng cấp, người dân rất mừng vì hy vọng sẽ có nước để sản xuất hai vụ lúa trên một năm. Sau nhiều năm thi công y ạch vì vướng đền bù giải phóng mặt bằng, đến năm 2016 đập nước này hoàn thành. Theo thiết kế, mực nước tích lại để giữ trữ ở đập vào mùa sản xuất, nước sẽ được xả chảy theo hai mương dẫn, dài gần 2 km xuống cánh đồng hơn 50 ha phía dưới. Thế nhưng hiệu quả của con đập này không như kỳ vọng của người dân. Sau khi hoàn thành được thời gian ngắn, đập bắt đầu do dỉ nước và nước cứ chảy liên tục khiến khả năng tích nước rất kém. Chỉ đủ nước để làm vụ đông xuân, vụ lúa còn lại thì không thể vì không còn nước. Ông Bảy cho biết thêm, do bị dò dỉ, không thể điều tiết được nước nên người dân cũng rất khổ. Thời điểm gieo xạ, chúng tôi cần ruộng ráo nước để gieo nhưng nước vẫn cứ chảy tràn xuống ruộng nên không thể gieo được. Gia đình ông Nguyễn Văn Phúc, ngụ xóm Thịnh Lương, nhận khoán 6 xào ruộng và đây là nguồn sống chính của gia đình ông nhưng do nước chỉ cung cấp đủ một vụ lúa nên vụ còn lại vẫn phải bỏ hoang như hồ chưa nâng cấp đập nước. Mương dẫn nước chỉ sau ít tháng cũng bị dò dỉ do chất lượng kém, nên ở cuối mương nước rất ít, ruộng chúng tôi toàn bị thiếu nước. Đập thủy lợi này không mang lợi gì cho chúng tôi, có cũng như không, ông Phúc nói. Lợi ích chưa thấy nhưng nguy hiểm đã trực chờ. Đập thủy lợi này không biến thành cơ hội tốt cho người dân trong sản xuất nhưng lại thành nguy cơ vào mùa lũ. Ông Trần Quốc Hùng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Thanh Khê cho biết, xã cũng rất khổ vì dự án này do kéo dài quá lâu. Đến nay, dù đã cơ bản hoàn thành các hạng mục nhưng dự án vẫn chưa thể nghiệm thu, bàn giao cho xã để vận hành như mục tiêu ban đầu. Thân đập bị gió dỉ, khả năng tích nước kém nên theo ông Hùng, con đập này còn là mối nguy hiểm cho người dân sống phía dưới vì nguy cơ bị vỡ vào mùa mưa lũ. Năm 2020, mùa lũ đã khiến nước tràn qua cửa xả tràn, làm đất đá trên thân đập bị cuốn trôi, lấp nhiều thửa ruộng ở phía dưới đập. Đến nay, khu vực bị sói lở này vẫn chưa được khắc phục vì đơn vị thi công vẫn mất hút. Ông Hùng cũng cho biết, sau vụ lở, xã phải tự đi tìm kinh phí để hỗ trợ cho người dân bị bồi lấp. Còn thân đập thì không thể can thiệp vì đập chưa được bàn giao cho xã. Chúng tôi đã nhiều lần đề nghị huyện có biện pháp buộc nhà thầu sửa chữa để đảm bảo an toàn trao đập, nhưng vẫn chưa có kết quả, ông Hùng nói. Thưa quý vị, mục điểm tin trưa của DKN TV đến đây xin tạm dừng cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi kính chúc sức khỏe và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình tiếp theo